Trên Tiki á, thì bây giờ tôi sẽ lấy tự động hàng loạt những cái sản phẩm này xuống cho các bạn nha. Thì đây tôi sẽ có một cái login bên login này là để mà lấy tự động đăng sản phẩm từ Tiki đem qua bên đây luôn. À, mình cài sẵn sẵn gần mình chỉ định cái danh mục sản phẩm thôi. Ở đây tôi chỉ định cái danh mục sản phẩm là nguyên nguyên cái này nè, chỉ định đó, tôi chỉ định đường dẫn này là những cái này nó sẽ lấy 8 cái sản phẩm mới nhất hôm qua. Sản phẩm nhất hôm qua tôi chỉ định đem qua đang vô tẩy trang dầu nè, tẩy trang dầu và tẩy trang và đang luôn nước tẩy trang luôn. Rồi sau đó on, sau đó mình sẽ là test. Test thì tự động nó sẽ lấy cho mình đó 8 cái đầu tiên. Nó đang cho mình. Tại vì mình đang từng cái mình sẽ lấy đang tự động như thế này. Thì cái đang tự động này mình cái lúc mình phải mua chứ không phải là mình có sẵn nghe. Mình phải mua, nếu mà bạn nào sau này mình có nhu cầu mình đăng sản phẩm nhiều như vậy thì mình mua cái lúc bên này vậy mình đăng, không có đăng tay. Rồi tiếp tục demo tiếp cái đường dẫn thứ hai. Đó, đường dẫn thứ hai thì nước tẩy trang thì mình sẽ tiếp theo cái danh mục của mình là tẩy trang dầu, tẩy trang nước như nó cũng chung như vậy. Trang nước mình sẽ đăng tiếp với một thứ hai là sữa rửa mặt nữa nha. Mình kiếm sữa rửa mặt ở trên Tiki nè, mình sẽ lấy về sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt rồi, đây quá trời sữa rửa mặt ở đây đó, bấm vào sữa rửa mặt nè, bấm vào sữa rửa mặt, mình sẽ lấy đúng cái đường dẫn sữa rửa mặt ở đây đó. Rồi sau đó mình qua bên đây, qua bên chỗ công cụ này, công cụ lấy tên từ Tiki nè. Rồi, nhấn này vô đây. Rồi sau đó mình mới đưa vô đúng cái mục là sửa gương mặt. Sửa gương mặt. Nhận sửa. Như vậy đi. Rồi sửa luôn. Rồi sau đó on. Sau đó mình là bấm vô tab. Sẽ đăng cho mình, sẽ lấy cho mình. Lấy 8 cái này, lấy cho được 8 cái cho mình. Cái này lúc mình là phải mua bản quyền nha, bạn nào cần mua thì sau này bạn nào cần mua để đăng tự động vậy cho khỏe thì liên hệ tôi nha. Lúc bên này là bit này nè, tên này nè, tên đó. Mình lại kiểm tra lại ha, sửa rửa mặt để dạng sửa thì sẽ đăng cho mình. Để mình để mục nào đây, dạng gel hay dạng để đưa vô mục nào. Tẩy trang dầu có nè, còn cái sữa rửa mặt để mình đưa coi coi kiểm tra lại, chạy lại coi, nãy nó chưa vô, chưa thấy nó vô. Nó vô 8 cái là này, là 8 cái này là view coi. Nó vẫn còn nhớ lại cái cũ, nó chưa ấy, chưa lấy ra cái mới của mình, coi lại coi. Còn nhớ cái cũ, nó còn nhớ được lên cũ, sửa được mặt. Ok, luôn. Còn nhớ cái cũ mà mình phải F5 nó web lại mới chạy được từ đường dẫn mới hay từ đường dẫn cũ, còn nhớ nè. Nhớ đường dẫn cũ, test lại coi. Nếu mà còn nếu mình chạy lại vẫn nhớ cái danh mục cũ á thì mình vô setting là mình đi két đi để cho nó chạy lại, đừng nó lấy lại cái danh mục mới của mình.
nãy mình lấy cứ lấy danh mục trước đó của mình không mà mình đổi danh mục vẫn lấy danh mục trước đó rồi giờ lấy lại danh mục mới rồi nè nó lấy cho mình đó. Rồi qua đây mình coi lại danh mục sản phẩm sữa rửa mặt là dạng sữa nè. Đó, ra cho mình sữa rửa mặt dạng sữa nha. Ra có giá có đầy đủ thông tin hết cho mình luôn, thấy chưa? Đầy đủ hình ảnh đồ lấy hết cho mình luôn. Ngay cả mô tả thương hiệu chi tiết cũng lấy hết cho mình hết luôn. Đó. Lấy hết cho mình thì nó đỡ rồi mình phải đăng. Nghe đỡ mình phải đăng rồi cái này phải vô bản quyền mới có nghe chứ không phải là miễn phí.